Lời chứng của Guillermo Badilla của xứ Uruguay Phần 2, một thiên sứ đã hiển thị cho tôi thấy nhiều người trong địa ngục. Năm 2002, tôi đã có xuất hồn rơi xuống địa ngục. Thiên thần của Chúa đã dẫn tôi đến nơi đó. Thiên thần đã cho tôi thấy một số người trong địa ngục. Tôi đã đến thung lũng của thập tự giá, nơi có những người theo đạo Chúa. Thiên thần nói rằng có bốn nhà thờ nổi tiếng có rất nhiều tín đồ đang mất linh hồn đến nơi này, hầu như không có linh hồn được cứu và tất cả đều đến đây. Ở đây có những cơ đốc nhân của giáo hội trưởng lão, của giám lý, cũng của phật cơ và bác tiết. Người của bốn hội thánh này đang đến nơi này. Mục sư không thể để điều này xảy ra. Họ không thu hoạch linh hồn cho thiên đàng. Nếu họ không rao giảng lẽ thật, cả bầy sẽ đi vào địa ngục tôi có bốn thông điệp khuyến khích các hội thánh này. Chúa giê đã nói với tôi rằng tôi sẽ đưa ra bốn thông điệp này khi tôi trở lại trái đất. Các tin nhắn sẽ tiết lộ lý do họ đi xuống địa ngục. Sự thánh sạch của các thân thể Thông điệp đầu tiên dành cho các nhà thờ bác Vì vậy, bạn nói bạn bỏ qua sự thánh thiện của thân thể. Bạn nói rằng cơ thể không có tầm quan trọng đối với tôi, chỉ là trái tim mới là vấn đề. Ai đã nói vậy, nếu thân thể bạn không quan trọng đối với ta tại sao bạn lại đặt thứ không đẹp lòng đức chúa trời trên thân thể bạn nếu bạn muốn đức thánh linh ngự trong mình thật nhiều hãy loại bỏ dấu vết của satan trên môi và tai bạn bạn muốn được cứu nhưng bạn không rời bỏ những gì thuộc về ma quỷ bạn mặc quần áo của quỷ và không từ bỏ các phụ kiện của quỷ và bởi vì những điều này bạn sẽ xuống địa ngục cầu nguyện và thờ phượng ta chẳng ích gì ta muốn sự thánh thiện cả về thể xác và tinh thần vậy hỡi người yêu dấu khi có những lời hứa này chúng ta hãy tẩy sạch mình khỏi mọi ô uế của xác thịt và tâm linh có những điều này bạn yêu giấy chúng ta phải tẩy ra khỏi chúng ta các sự ô uế trong tâm linh và thân xác hoàn thiện sự thánh thiện trong sự kính sợ đức chúa trời hai cô bảy câu một tay dâm và những trái tim không tin chúa thông điệp thứ hai dành cho các nhà thờ trưởng lão vì vậy hãy nói rằng bạn đã chết về mặt tâm linh bạn đã trở thành một người không tin và không có đức tin có mại dâm giữa các thành viên những người trẻ tuổi đang ở trong tình trạng tà dâm có hành vi tình dục giữa họ những người đàn ông đã có gia đình lừa dối vợ của họ với những chị em đã có gia đình khác tri vân quan hệ tình dục với các cô gái của chính nhà thờ những người phụ nữ theo đạo chúa kết hôn với chồng đang có tình nhân với các thành viên khác của chính hội thánh các thành viên đang say rượu tôi thấy những người say rượu đánh vợ và đánh con như thế nào sự gian dâm và ngoại tình lộ ra trước mặt đức chúa cha và bạn không làm gì cả họ vẫn nói rằng họ là những người được chọn nói với họ rằng bạn không có phần nào với tôi bạn không được cứu và đã mất cuộc sống vĩnh cửu hãy ăn năn và làm theo sự thật những người gian ác và không tin kính thông điệp thứ ba dành cho các nhà thờ giám lý họ không tin vào những điều mặc khải hay những lời tiên tri nhưng thông điệp này là dành cho bạn nếu bạn không tin những tin nhắn này bạn sẽ ở nơi này giày vò các mục sư đang sử dụng nhiều loại ma túy và nghiện chúng các thành viên sống như những kẻ ác và không có sự giải cứu trong cuộc sống của họ. Người dân sống như kẻ ác và không có sự từ bỏ. Theo thế gian và sự ô uế của nó. Thông điệp thứ tư dành cho các nhà thờ cơ. Đây là những gì bạn nói, tôi đã rời khỏi giáo hội này. Bạn đã đặt nhà hát, khiêu vũ và xiết bên trong nhà thờ. Thế gian là trong thánh chức. Tinh thần của tôi không ổn định cho những điều này. Các cặp vợ chồng phóng khoáng bên trong nhà thờ. Các ông chồng mua các sản phẩm khiêu dâm để làm hài lòng vợ. Và những người vợ đầy mộng tưởng khiêu dâm thúc giục chồng mình làm những điều ghê tởm về tình dục. Thiên thần đã chuyển cho tôi những tin nhắn này. Nhiều cơ đốc nhân của các nhà thờ như Episcopal, Lutheran, Presbyterian, Methodist, Forkker và Baptist đang ở trong địa ngục. Thiên thần nói rằng một số nhà thờ khởi đầu tốt đẹp và sau đó trở nên hâm hẩm thiên thần đã mang tôi đến trái đất truyền giảng tôi đã truyền giáo cho một cậu bé nghiện ngập và nói về địa ngục anh ta gọi tôi là kẻ nói dối và vài tháng sau anh ta bị sát hại tôi đã truyền giáo ở những nơi nguy hiểm để báo cáo lời chứng của mình một nhóm con trai muốn làm hại tôi vào một đêm nọ khi tôi đi dự một buổi canh đêm ở nhà thờ họ nhìn thấy tôi với cuốn kinh thánh trên tay và nghĩ rằng chúng là một khẩu súng máy họ chạy với sự sợ hãi tột độ họ bỏ chạy tôi tin rằng chúa đã khiến họ nhìn thấy một vũ khí để tôi được giải thoát khỏi ý định giết người của họ xem lời chúa như trò đùa tôi đến một nhà thờ nơi có nhiều diễn giả điều khiến tôi xấu hổ là một số diễn giả đã pha trò và khiến cả hội chúng bật cười dân chúng đã không coi trọng lời rao giảng của họ kết thúc hội nghị đó nhiều người thất vọng họ mong đợi nhiều hơn nữa từ những người thuyết giáo người ta bước vào nhà thờ để tìm câu trả lời và gặp gỡ đức chúa trời nhưng họ không thấy lời rao giảng mà là một nhà thờ lạnh lẽo nơi đức thánh linh không hoạt động họ thay lời nói bằng câu nói đùa nho nhỏ để mọi người vui vẻ đây không phải là niềm vui mà chúa ban tặng niềm vui siêu nhiên đến từ chúa và chính trong tâm hồn mới là niềm vui một thành viên nơi tôi tụ họp nhiều nhất đã tận tâm với công việc. Anh ấy thiếu thốn và thất nghiệp. Tôi đã cầu nguyện cho cuộc sống của anh ấy rằng Chúa sẽ cho anh ấy một công việc để làm việc. Anh nhận công việc và sau 3 tháng thì chủ công ty đã giao lại vị trí quản lý cho anh. Chủ công ty dựa vào anh ta vì sự giản dị và là tấm gương của một nhân viên tốt. Anh ấy sống một cuộc sống của một người đàn ông đích thực của Đức Chúa Trời. Ông là một người khiêm nhường được Đức Chúa Trời tôn cao vì có một cuộc sống được biến đổi. Tôi đã được mời đến một hội nghị của nhà thờ. Nhiều người công giáo đang tìm kiếm một giải pháp cho cuộc sống của họ đã cải đạo sang phúc âm thật. Ngày nay chúng ta có một hội thánh của những đứa trẻ trong đức tin, chưa có sự trưởng thành về thiên liêng. Đức Thánh Linh không sử dụng những tín đồ cư xử như trẻ con. Ăn mặc thu hút người khác phái trong nhà thờ. Nhóm ca tụng và thờ phượng có nhiều phụ nữ trẻ mặc váy ngắn và họ được du khách mong muốn. Những người phụ nữ này trang điểm đôi mắt đầy gợi cảm. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy vẻ ngoài không trong sáng của những người phụ nữ. Tội lỗi đã ở trong mắt họ. Khi dịch vụ kết thúc, những người đàn ông đi nhóm lại bị thu hút bởi ước muốn của trái tim họ đến gần những cô gái đó và yêu cầu liên lạc qua điện thoại của họ. Nhà thờ là nơi để tìm kiếm chúa hay là nhà của gái điếm? Tôi đã nhìn thấy thế giới trong nhà thờ. Họ không quên những ký ức về thế giới và mang nó vào ngôi nhà của Chúa. Tôi không muốn dèm pha những người đó. Tôi không thể sửa các nhà thờ thuộc về bầy của các mục sư khác. Tôi có một nhà thờ mà Chúa đặt trong tay tôi để lo lắng. Các pháp sư đã đến thăm mục vụ của tôi và được đón nhận nồng nhiệt. Họ không phải là kẻ thù của chúng ta. Những linh hồn này là nô lệ của Satan những kẻ cần được giải cứu. Họ cũng chính là những người đã chọn sai đường. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải chứng minh cho họ thấy rằng con đường đúng đắn dẫn đến sự cứu rỗi là Chúa Giêsu. Hội thánh mà tôi cộng tác không coi thường những người mù chữ không đọc kinh thánh. Nhóm thanh niên ở nhà thờ của tôi đánh nhau vì một cô gái. Tôi đã kết thúc mối thù và khiến những người trẻ tuổi phải cầu nguyện và xin câu trả lời cho Chúa một cô gái khác bắt đầu quan tâm đến một chàng trai không tinh kính không thích nhà thờ tôi nói với cô ấy đừng vội vàng và đặt cô ấy để cầu nguyện một người không theo đạo thiên chúa để hẹn hò với bất kỳ cô gái nhà thờ nào trước tiên phải cải đạo tự do và sau đó kết hôn bằng cách cam kết nghiêm túc đây là nơi tôi là một cố vấn thanh niên và hoạt động truyền giáo theo cách đó tôi luôn khuyên các cô gái hãy cầu xin một người đàn ông của chúa và các chàng trai được khuyến khích yêu cầu một người phụ nữ của Chúa. Satan đã gửi những người đàn ông trẻ có liên quan đến mại dâm và nghiện ngập đến nhà thờ của tôi. Họ đến thăm nhà thờ nhưng không quan tâm đến việc nghe lời. Họ đến với mong muốn đánh lạc hướng giới trẻ. Tôi đã chuẩn bị cho những người trẻ chống lại những cạm bẫy này. Chúng ta không thể để các sứ giả của ma quỷ dụ các tín hữu trung thành ra khỏi con đường của Chúa Giêsu các quy tắc để truyền giảng ở đây trong nhà thờ những người đàn ông độc thân không đến thăm nhà của những người phụ nữ độc thân kẻ thù của chúng ta trông chừng chúng ta để vu khống và nói dối họ muốn nói xấu và phá hoại các hội thánh vợ của photifa đã nói xấu joseph vô tội chúng tôi chỉ đến thăm nhà khi vợ đi cùng chồng chúng tôi được bao quanh bởi các nhân chứng và những người tố cáo khi một người đàn ông trẻ không còn đi nhà thờ nữa người lãnh đạo đã có gia đình dẫn nhóm thanh niên đến thăm anh ta anh ấy không đi một mình đây là cách chúng tôi làm việc trong khu dân cư để ngăn chặn việc nói dối và lan truyền tin đồn chúng tôi truyền đạo trong các làng những cô gái độc thân không đi một mình nơi có một nhóm đàn ông satan đặt bẫy của mình và quản lý để lôi kéo những người không xem tôi đã chứng kiến nhiều cơ đốc nhân rơi vào bẫy mại dâm do ma quỷ dân ra Chúng tôi không lãng phí thời gian trên bánh xe của những kẻ nhạo bán. Một công nhân tại nhà thờ của tôi đã dừng lại ở một quán bar để uống nước. Anh ta rất khác và khi đi ngang qua quán bar, anh ta đã để lại một tờ rơi lời Chúa. Một nhóm đàn ông ở đó nói về Chúa Giêsu. Người công nhân lịch sự nói về việc Chúa Giêsu chú ý đến những câu hỏi của họ. Người lao động rút lui và bỏ đi, và những người đàn ông đó bị ma quỷ lợi dụng để tung tin đồn rằng anh ta đang uống rượu cùng với họ một vụ của người công nhân này đã bị hủy hoại và tất cả các nhà thờ đã được sắp xếp để anh ta làm một vụ của họ đã hủy bỏ các cuộc hẹn của họ công nhân này không thể tự bào chữa cho mình trước những lời buộc tội nếu anh ta đi chung với nhóm truyền đạo của nhà thờ anh ta sẽ có bằng chứng cho sự vô tội của mình trong thế giới động vật sư tử không tấn công đàn bò tót Sư tử đợi con bò đực đứng một mình để tấn công mình. Một đàn bò tốt đoàn kết với nhau và sư tử không còn sức để tấn công đàn đó. Càng có nhiều anh em đoàn kết ra đi truyền giáo thì càng tốt. Đây là thánh chức mà tôi đang sống. Tôi không chỉ là một người thuyết giảng trên bục giảng, tôi cũng đến từ các đường phố. Và vì vậy chúng tôi là một nhóm mạnh mẽ đi trên các đường phố và khu phố để truyền giảng. Chúa Giêsu tham gia cùng chúng tôi và thành lập một hội thánh ngài đã hy sinh để sinh ra những người khác nhau để lên đường ngài đã hợp nhất chúng tôi và khiến chúng tôi được chọn cho một sứ mệnh trên trái đất ngài tập hợp bầy chiên được thánh hóa của ngài và rửa sạch chúng ta bằng huyết của ngài chúng ta được liên kết với một cơ thể và chúng ta là một tập hợp các thừa tác viên sống trong một tinh thần và một tâm trí chúa giê xu muốn sự hợp nhất và hòa hợp của dân ngài những người bị phân tán ngài đã mang đến gần ngài qua sự hy sinh của ngài chúng ta đang ở trong đồng cỏ xanh tươi của ngài và được kết nối với thần khí của ngài liên minh với ngài qua sự phục sinh của ngài và chúng ta được ban ơn cứu độ những linh hồn tổn thương tôi đến cầu nguyện cho một thanh niên bị trầm cảm từ nhà thờ của tôi anh đã tự trừng phạt mình vì những sai lầm trong quá khứ anh ta đang tự trừng phạt bản thân và tự cho mình là ngu ngốc anh bất an và cho rằng điều đó là vô ích anh tự cô lập mình và không ra khỏi nhà anh ta bị dày vào bởi những điều anh ta đã làm trong quá khứ và cảm thấy chính mình là nguyên nhân của bất hạnh anh ấy nói với tôi mọi thứ đến gần tôi đều trở thành một lời nguyền mẹ tôi luôn nói rằng tôi không bao giờ được xuất hiện trên đời bố mẹ tôi không thích tôi chàng trai đó từ nhỏ đã bị cha mẹ từ chối bất kỳ lời nói tiêu cực nào cũng có thể khiến đứa trẻ bị trầm cảm tôi đã phải thực hiện các chiến dịch cầu nguyện và nói chuyện rất nhiều với người thanh niên này cho đến khi anh ấy bình phục có những vết thương trong tâm hồn cần rất nhiều công sức để chữa lành vết thương tôi nói với các bậc cha mẹ rằng họ đối xử tệ với con cái của họ đừng hạ cấp chúng nhưng hãy sửa chữa bằng tình yêu thương trong lời chúa đừng nói những lời tiêu cực chống lại họ điều này mang lại sự nguyền rủa cho con bạn tôi đã có thể phục hồi chàng trai trẻ anh ấy đã được giải thoát và sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới tôi đã đi theo các linh hồn và khi một thành viên ngừng đến nhà thờ tôi đến thăm anh ta tại nhà của anh ta áp bức tôi không tìm kiếm vinh quang của loài người cũng không tìm kiếm những người chăn cừu khi tôi cố gắng mang linh hồn đến với chúa bao nhiêu thì sẽ luôn có những lời chỉ trích và bình luận tiêu cực chống lại tôi Mục đích của một số thành viên là làm cho tôi cảm thấy tồi tệ về những lời lẽ phá hoại của họ. Họ không khen ngợi công việc tôi làm với lòng yêu mến, nhưng Đức Chúa Trời đã hài lòng về lòng nhiệt thành của tôi đối với công việc này. Khi chúng ta không làm hài lòng thế gian, đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang làm hài lòng Chúa Giêsu. Thử thách lớn nhất mà tôi phải đối mặt trong đời là sự chống đối trong thánh chức của tôi. Những người anh em của tôi, những người tụ tập với tôi đã bắt bớ tôi và mục sư một số muốn mục sư đóng cửa nhà thờ và kết thúc công việc họ đã yêu cầu tôi xuất cảnh để cho phép một người khác thế chỗ tôi sự nghiêm túc của mục sư của tôi không làm hài lòng đàn chiên họ muốn một mục sư thích ứng với thế gian hơn trong nhà thờ và tự do hơn với các quy tắc của nhà thờ dù vậy tôi cảm ơn chúa đã giao đàn chiên này cho vị mục sư nghiêm túc chăm sóc cầu mong sự bình an của Chúa chúng ta và đấng cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ ở với tất cả mọi người. Amen. Hết